Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các vần trong tiếng Việt nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, chị có chữ A khi kết hợp với chữ Y ngắn, chúng mình sẽ đánh vần là A-I-I. Ta được vần ai. Chị có ví dụ như sau: vải, hai. Tiếp theo, chữ A khi kết hợp với chữ Y dài, chúng mình đánh vần là A, I, I. Ta được vần ai. Đối với vần ai, chúng mình có ví dụ tay, máy bay. Chữ ớ khi kết hợp với chữ y dài, chúng mình sẽ đánh vần là ớ y a. Vần a. Ví dụ như dây, mây. Chữ o khi kết hợp với chữ y, chúng mình sẽ đánh vần là o i oi. Ta được vần oi. Ví dụ như voi, còi. Chữ O khi kết hợp với chữ Y, chúng mình sẽ đánh vần là ô y ôi. Ta được vần ôi. Vần ôi có ví dụ xôi, môi. Chữ Ơ khi kết hợp với chữ Y, chúng mình sẽ đánh vần là ơ y ơi. Ta được vần ơi. Đối với vần ơi, chúng mình có ví dụ đồ chơi, rơi. Tiếp theo, khi ghép chữ U với chữ Y, chúng mình sẽ đánh vần là u y ui. Ta được vần ui. Ví dụ như núi, mũi. Và cuối cùng là chữ ư khi kết hợp với chữ y, chúng mình sẽ đánh vần là ư y ươi. Vần ươi. Ví dụ như gửi thư, ngửi. Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong các vần trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ hãy cùng chị đi luyện đọc lại các vần này một lần nữa nhé. A i ai. 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 Ơ y a. Ơ y a. Ơ y a. O y oi. 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 Ơ y ơi. Ơ y ơi. Ơ y ơi. U y ui. U y ui. U y ui. Ư y ơi. Ư y ơi. Ư y ơi. Bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ dành thời gian xem lại bài học ngày hôm nay thật nhiều lần để có thể thuộc được các vần nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!